Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình đang đi về vườn, đang lang thang ở ngoài vườn. Ở đây mọi người có biết trái gì đây không? Ở miền Tây thì nói chung mọi người biết, nhưng mà ở phía Bắc hay là miền Trung thì cũng không biết cái trái này. Đây là trái bình bát, rất là thơm. Cái trái bình bát này thì nói chung là nó cũng kích cỡ của nó thì cũng bằng trái mãng cầu, hay ngoài Bắc là gọi là trái na đó, quả na đó. Trái này chín thì nó rất là thơm, và thường ấy là người ta lột cái vỏ ra, xong bắt đầu là người ta sẽ bỏ dầm với đường này đó, rồi cho đá vô ăn rất là ngon. Nó có tác dụng là giải khát, rất là thơm. Thì khi mà lột cái vỏ ra đó thì nó cũng như là trái na. Ở trong này thì mỗi một mắt của nó là một cái hạt, rất là nhiều hạt. Ở đây thì chút nữa mình sẽ quay lại cho mọi người biết là cái cây bình bát nó như nào nha. Cái cây bình bát thì thường là nó mọc ở ven bờ kênh rạch hay là bờ sông. Đây, đó, đây là cái cây bình bát này. Ở đây nha, đó, đây là trái bình bát này. Nói chung thì cái cây bình bát này thì nó cũng họ nhà mãng cầu, cho nên là người ta thường là lấy cái gốc của cái cây bình bát này, người ta ghép với lại cái cây mãng cầu xiêm thì nó cho trái rất là bự, và cái sức đề kháng cũng như là cái sức sinh trưởng của cái cây nó cũng sẽ tốt hơn. Ở đây là lá cây bình bát này. Rồi, mình giới thiệu cho tất cả các bạn cái cây bình bát như vậy nha, để mọi người cũng biết được cái cây bình bát nó như nào. Khang đâu nãy giờ nó